anh hỏi đây. Bình tĩnh, quá tài, để anh xử lý. Cứ bình tĩnh. Đã chạm gì đâu. Pha đó tuy em chưa phang vỡ alo nó, nhưng mà anh phạt em là phạt tình huống. Ok. Đá bóng đẹp vào, fair play vào. Lần này anh nhắc nhở thôi nhá. Thẻ vàng cảnh cáo. Gì đó? Bắt kiểu gì đấy? Chưa chạm thế nào mà. Muốn cái này gì? Xóa thẻ đi. Anh không phải trò đùa. Em đừng có làm thế. Thẻ rút rồi. Ra đây anh nhắc nhở. Qua anh đi chơi với con yêu chứ. Được đấy. Con lợn này. Thằng kia lấy trong tay kia. Mình chinh cho nghe mê. Bỏ ra con lợn này. Thẻ đùa. Biết. Bướng với trọng tài à. Thôi nghe trọng tài đi em. Cây vui nhờ. 1 hour later. Ôi trời ơi, anh vẫn ải hải quá, em gửi anh nha. Không biết sợ sau thì hải thận nữa nha. Mình nghe của anh rồi. Từ nó à? Nhá. Đây là em gửi nhá. Rồi, ok.